Giáo sư Nguyễn Đình Cống vừa nhanh nhảu tung bài Ai đã lựa chọn con đường cho Việt Nam trên trang Tiếng Dân ngày 3 tháng 9. Có lẽ, cố kịp tiến độ cho việc phản biện phát biểu của ông Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 2023. Nguyên văn câu của ông Võ Văn Thưởng là Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn, thì giáo sư Nguyễn Đình Cống dẫn thành Đảng, Bác Hồ, nhân dân Việt Nam đã lựa chọn con đường độc lập gắn với chủ nghĩa xã hội. Việc dẫn lại không chính xác khiến nhiều người đâm hoài nghi, chẳng lẽ một người làm nghiên cứu lâu năm như giáo sư Cống lại quên thế nào là nguyên tắc trích dẫn nguyên văn. Cho dù thể tất sơ suất của người cao niên đi, thì cũng không thể chấp nhận cái gọi là phản biện của vị giáo sư đang ngày một tỏ ra cao ngạo này. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn chẳng phải một sự hàm hồ. Lịch sử chứng minh điều đó. Trước Hồ Chí Minh, các phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc theo nhiều khuynh hướng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều đi đến thất bại, một biểu hiện của khủng hoảng về đường lối. Hồ Chí Minh xuất hiện và cố công tìm lời giải cho cách mạng Việt Nam. Sau nhiều năm bôn ba khảo cứu, kiểm nghiệm, Hồ Chí Minh đã kết luận cách mạng chỉ là triệt để khi giải phóng dân tộc phải gắn liền với tự do, ấm no và hạnh phúc thật sự cho nhân dân, giải phóng con người một cách triệt để. Người nói, chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ. Một trong những điều làm nên tầm vóc Hồ Chí Minh là sự sáng tạo. Sáng tạo không ngừng, chứ không máy móc, tinh viện. Sáng tạo khiến Hồ Chí Minh và Đảng do người sáng lập, căn cứ thực tiễn, luôn phát triển, bổ sung lý luận, đường lối cách mạng của Việt Nam, khiến nó trở thành nguyên nhân cơ bản làm nên cách mạng tháng 8 năm 1945 như thừa nhận của lịch sử. Tất nhiên, lịch sử vốn phức tạp, quanh co, hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng từng có những sai lầm, khuyết điểm. Điều may mắn là nhờ bản lĩnh của một Đảng cách mạng chân chính, Đảng nhận ra sai lầm, quyết tâm sửa chữa, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhờ thế, lòng tin của nhân dân dành cho Đảng được hồi phục, củng cố và tăng cường. Giáo sư Cống không thể nhập nhèm đánh lộn, cao bằng giữa một số người nhân danh phản biện để thổi phồng, quét sâu những hạn chế, thiếu sót, mặt trái để làm cái việc gọi là phản biện không chỉ thiếu xây dựng, mà còn vì động cơ gây chia rẽ, đối lập người dân với chính quyền, kích động dư luận xã hội,